Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển du lịch, ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong toàn tỉnh. Và thực tế trong những năm gần đây thì ngành công nghiệp không khói thì đã có những phát triển định hướng và tạo được ấn tượng tốt cho du khách trong và ngoài nước. Dù có nhiều tiềm năng về du lịch, lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên thì thẳng thắn nhìn nhận rằng những tiềm năng này vẫn chưa được khai thác và phát huy tương xứng. Vậy đâu là giải pháp để phát triển du lịch bền vững? Đây cũng chính là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. Xin chào quý khán giả. Xin cảm ơn bà Chuyên đã nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn của chúng tôi. Và trước khi trao đổi vào nội dung chính ngày hôm nay thì xin mời bà Chuyên và quý vị khán giả cùng xem một clip ngắn do nhóm phóng viên vừa thực hiện. Tỉnh Điện Biên hiện có 35 di tích lịch sử được xếp hạng, 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái cũng được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Ngoài ra, Điện Biên còn có tài nguyên du lịch sinh thái phong phú để khai thác các sản phẩm du lịch tham quan trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên như Hồ Pá Khoang, khám phá đảo Hoa Anh Đào, chinh phục cột mốc Apa Chải, cao nguyên đá và hệ thống hang động tại huyện Tùa Chùa và các điểm nước khoáng nóng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Khi bản thân tôi được bước chân lên cái cột mốc số 0, nơi giao điểm giữa ba nước Lào, Việt Nam và Trung Quốc, thì bản thân em là một người trẻ, em cảm thấy rất là tự hào. Khi mà được lên cột mốc thì chúng em sẽ có một trải nghiệm là cầm lá cờ Tổ quốc và hát bài quốc ca của nước Việt Nam, và càng khơi dậy cho tuổi trẻ của chúng em thêm lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch, thời gian qua tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp cụ thể. Cụ thể hóa nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực từ xã hội và của các thành phần kinh tế để đầu tư về phát triển du lịch. Với cái định hướng lớn trong cái chương trình phát triển du lịch của tỉnh, đó là dựa trên cái thứ nhất là đầu tư về phát triển hạ tầng thông qua cái việc mời gọi các nhà đầu tư để thực hiện các cái công trình, các dự án tạo ra các cái sản phẩm về du lịch, đặc biệt là cái việc trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các công trình thuộc cái hệ thống di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Phủ. Cùng với đó nữa là sẽ đầu tư để tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn gắn với cái lợi thế của tỉnh. 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 119% so với kế hoạch, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, đạt trên 127% so với kế hoạch, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Thưa bà Chuyên, những con số biết nói trong clip vừa rồi thì đã dần khẳng định du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Vậy thì bà có thể thông tin cụ thể hơn những đóng góp của ngành du lịch trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh ạ? Theo tôi thì ngành du lịch cũng đã có những cái đóng góp mà rất là đáng kể đối với bức tranh về kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên thời gian vừa qua, như là GDP của tỉnh tăng. Thì trong cái khu vực dịch vụ là 12%, thì trong đó có du lịch. Bên cạnh đấy thì du lịch cũng đã giải quyết một số lượng lớn việc làm cho người dân, đặc biệt là cho một số đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa bà, tỉnh Điện Biên thì đã xác định 3 trụ cột chính để phát triển và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và đó là những trụ cột nào?
tỉnh Điện Biên cũng đã xác định ba trụ cột hay còn gọi là ba dòng sản phẩm chính để phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong thời gian tới. Thì đó là một là cái du lịch lịch sử tâm linh, hai là du lịch bản sắc văn hóa và khám phá cảnh quan thiên nhiên. Và cái dòng thứ ba đó là du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Thưa bà, trên cơ sở ba trụ cột chính đó thì tỉnh Điện Biên đã thực hiện những giải pháp trọng tâm nào? Trong thời gian vừa qua thì trọng tâm để phát triển ba dòng sản phẩm này, tỉnh cũng đã tập trung vào là một là phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh về du lịch Điện Biên. Rồi khai thác hiệu quả những cái tài nguyên về du lịch. Đồng thời với cái việc đó thì cần có những cái cơ chế, có những cái giải pháp để mà khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai. Rồi tập trung xây dựng các cái sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để mà thu hút cái sự đầu tư của các cái doanh nghiệp cũng như là thu hút khách du lịch. Vậy đâu là điểm nghẽn trong phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên thưa bà? Theo tôi thì có 3 cái điểm nghẽn đối với phát triển du lịch Điện Biên hiện nay. Cái điểm nghẽn thứ nhất là cái giao thông đường bộ. Điểm nghẽn thứ hai mà theo tôi đó chính là cái cơ chế chính sách. Điểm nghẽn thứ ba đó chính là cái nhận thức cũng như là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của các sở ban ngành, các địa phương trong việc thực hiện nghị quyết. Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Điện Biên phát huy tiềm năng lợi thế phát triển du lịch bền vững, những khó khăn điểm nghẽn trong phát triển du lịch đã được chỉ rõ, đưa ra bàn bạc để dần tháo gỡ. Từ đó giúp tỉnh có định hướng phát triển du lịch một cách bền vững, tạo sự cạnh tranh độc đáo, khác biệt so với các địa phương khác về sản phẩm du lịch. Tại hội thảo này, tỉnh Điện Biên rất mong chờ và hy vọng sẽ được nghe các ý kiến tham luận, tư vấn, gợi mở, hiến kế của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học và đặc biệt là những ý kiến trao đổi, kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, của cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, giúp tỉnh Điện Biên có thêm nhiều thông tin quý để học hỏi kinh nghiệm, cách làm mới, cách làm hay, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Dù có giàu tiềm năng, song điểm nghẽn lớn phát triển du lịch cần được tháo gỡ hiện nay là công tác bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiếu đồng bộ và chưa bền vững. Kiến trúc, ngôn ngữ, trang phục truyền thống, phong tục các dân tộc thiểu số đang có xu hướng bị mai một. Công tác quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử của Điện Biên đến bạn bè trong nước và quốc tế chưa tương xứng. Ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã ban hành cái đề án về phát triển du lịch, xây dựng các cái kế hoạch phát triển du lịch cho từng năm và từng giai đoạn. Và ngoài cái việc xây dựng các cái chương trình dự án cũng như là các cái đầu tư về du lịch thì huyện cũng định hướng và phát huy quản lý chặt chẽ các cái giá trị văn hóa phi vật thể, truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn để phục vụ cho cái việc du lịch trải nghiệm. Ngoài việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, Điện Biên đã và đang triển khai nhiều hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác quảng bá, từng bước tháo gỡ các nút thắt, tạo cú hích để du lịch phát triển bền vững. Trở lại nội dung trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, thưa bà Chuyên, trên cơ sở những các điểm nghẽn mà đã được chỉ ra thì đối với tỉnh cũng như là ngành văn hóa thể thao và du lịch đã thực hiện những giải pháp nào để có thể là giúp cho du lịch phát triển một cách bền vững hơn? Tỉnh sẽ có những cái chỉ đạo sát hơn, đấy, có những cái chủ trương, rồi có những cái định hướng và những cái hoạt động cụ thể hơn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để phát triển ba dòng sản phẩm này. Và có đánh giá được cái kết quả thực hiện nghị quyết
Đến nay thì cũng đã được qua một giữa nhiệm kỳ rồi và cũng chuẩn bị cho cái công tác đại hội mới và để đánh giá được những cái thành quả về kinh tế, trong đấy có cái thành quả về du lịch, thì tôi nghĩ là tỉnh cần quan tâm hơn và có được những cái đánh giá thật cụ thể và chính xác về vấn đề này để có được những cái định hướng cho cái nhiệm kỳ tiếp theo và những năm tiếp theo. Có ý kiến cho rằng thì để du lịch phát triển bền vững thì việc đầu tiên là phải tạo ra được cái sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và có cái sự khác biệt giữa các vùng miền trong cả nước. Vậy thì quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này? Theo tôi thì điều đó hoàn toàn chính xác. Mỗi địa phương phải có một sản phẩm độc đáo và nhắc đến địa phương nào thì người ta nghĩ ngay đến cái sản phẩm đó. Tôi lấy ví dụ như là Hà Giang thì nói đến Hà Giang là người ta nói đến cái du lịch cộng đồng. Hà Giang thì được vinh danh là điểm đến văn hóa, du lịch cộng đồng hàng đầu châu Á. Thì đối với tỉnh Điện Biên thì chúng ta cũng sẽ đang cố gắng và sẽ phải cố gắng là có được những cái sản phẩm của riêng mình và phải tham gia vào các cái giải thưởng và được đánh giá, có thể là từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam hay là từ các cái tổ chức du lịch thế giới, thì lúc đấy cái vị thế của chúng ta cũng như là cái thương hiệu về sản phẩm của chúng ta nó mới được nâng cao. Thưa bà Chuyên, ngoài sự định hướng và quan tâm sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là sự nỗ lực của các sở ngành, vậy thì người dân Điện Biên thì đã có sự chung tay như thế nào để phát triển du lịch ạ? Có một thực tế là qua cái sự kiện năm du lịch quốc gia và lễ hội Hoa Ban cũng như là lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định là người dân đã tự tạo cho mình được những cái hình ảnh đẹp thông qua một loạt các cái hoạt động đồng hành cùng với lại địa phương, cùng với lại các cấp các ngành tham gia vào các hoạt động chỉnh trang đô thị, chỉnh trang nhà cửa đấy, rồi là tạo hình ảnh đẹp về cởi mở, thân thiện, vui vẻ đấy, rồi đón tiếp khách nồng nhiệt, thì cái đấy là đã có một cái nhận thức rất cao về của người dân trong cái việc mà phát triển du lịch. Vấn đề thứ hai nữa là người dân cũng đã có sự chung tay, đồng hành, chia sẻ ngay cả những lúc khó khăn nhất, những lúc mà tỉnh cần có cái sự giúp đỡ từ phía các cộng đồng dân cư. Có những cái việc mà người dân cũng đã sẵn sàng nhường căn phòng của mình, rồi nhà ở của mình đón tiếp khách miễn phí. Thưa bà, để xây dựng và định vị được thương hiệu của du lịch Điện Biên trong các tỉnh thành của cả nước, vậy thì trong năm du lịch quốc gia năm 2024 thì tỉnh Điện Biên cần lưu ý những vấn đề gì trong thời gian tới ạ? Chúng ta phải định hình, xây dựng được những cái sản phẩm riêng có của tỉnh Điện Biên, tặng cơ hội cho một số các cái sản phẩm thuộc hai trụ cột bản sắc văn hóa, rồi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Và đặc biệt là quan tâm tới cái việc phát triển du lịch cộng đồng. Trong năm 2025 thì điểm nhấn mà chúng tôi nghĩ là sẽ thu hút được khách du lịch đến với Điện Biên bằng một loạt các cái hoạt động, các cái sự kiện ở trong tỉnh cũng như là ở ngoài tỉnh, đó chính là chúng tôi đã và đang xây dựng cái chương trình Festival Điện Biên, sắc màu Điện Biên năm 2025. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi ngày hôm nay thì có thể thấy muốn du lịch phát triển bền vững thì cần phải có những chiến lược cụ thể trong việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, riêng có, đến việc đầu tư tôn tạo các điểm di tích lịch sử cũng như là công tác đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch. Và khi kết hợp được những yếu tố này thì kỳ vọng đưa Điện Biên trở thành điểm du lịch hấp dẫn khu vực Tây Bắc và cả nước sẽ không còn là mục tiêu. Đến đây thì thời lượng chuyên mục phỏng vấn chuyên đề tuần này xin phép được kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên đã nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.